quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục giải trí ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, và hôm nay thì Dung Dũng xin giới thiệu quý vị và các bạn một nữ ca sĩ trẻ. Đã từ lâu rồi cô không xuất hiện ở Việt Nam, nhưng mà đôi khi thì khán giả vẫn gặp lại cô trong những chương trình ca nhạc ở hải ngoại. Và cô bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình năm 15 tuổi bằng một cái giải ba trong cuộc thi là Tài năng trẻ châu Á năm 2000. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chào đón cô trở lại chương trình Sức Sống Mới, nữ ca sĩ Vân Quỳnh. Vân Quỳnh xin gửi lời chào thân thương nhất đến với khán thính giả của chương trình Sức Sống Mới. Hôm nay em sẽ gửi đến khán giả Sức Sống Mới ca khúc gì đây Quỳnh? Vân Quỳnh xin gửi đến bài hát Thiên Đường Ảo. Đây là một bài hát nhạc nước ngoài của thập niên 70-80 do nữ ca sĩ Charlene đã từng hát. Mời Vân Quỳnh. Hãy đến đây, hỡi người thương. Đêm đã tan trên vòng trời, bình minh đã thắp sáng trên đôi tay. Dù nước mắt vẫn rơi đêm dài, cho tôi mơ những giấc mơ buồn. Đời con gái nắng qua thềm, ngày vui cũng tan nhanh. Gió bớt qua hàng cây lá rơi đây, hãy đến đây một đời người. Là bao nhiêu gian nan, nghe trong gió những tiếng than van, nghe bao nhiêu cơn đau buồn ngập tràn. Cho dù chân trời đêm đã tan, nắng đã lên một đời người. Là bao nhiêu chia phôi lời hẹn nước đã chết trên môi. Hát lên xóa đi những ngày lặng câm, hãy xóa đi mùa đông. Hãy đến đây hỡi người thương, khi chúng ta chưa là mình. Dù ta đã rũ bóng đêm trên vai, dù ánh sáng đã lên môi cười. Bao yêu thương những trái tim người. Mùa đông rét mướt qua rồi, ngoài kia nắng lên mau, ngoài kia gió đang reo, ngoài kia những đóa hoa mùa xuân. Hãy đến đây cuộc đời này, dù bao nhiêu đau thương, dù năm tháng sống giữa cô đơn. Nghe trong cơn đê mê cuồng ngọt ngào thiên đường, nơi này ta đã yêu cuộc đời này. Dù như mây trôi mau còn nghe mãi tiếng gió trên cao. Hát lên giấc mơ những thiên đường xưa, hãy hát lên người ơi. Mày thấy thế nào Mai? Một giọng hát rất là nhẹ nhàng và thánh thoát, rất là dễ thương đúng không? Biết rằng là Vân Quỳnh cũng hát ở bên hải ngoại, cũng một số chương trình. Nhưng tại sao Vân Quỳnh lại quyết định về Việt Nam để có thể chinh phục khán giả tại Việt Nam?
Vương Quỳnh cũng có nhiều thời gian nên hay về Việt Nam chơi để thăm gia đình, thăm chị và bố Vương Quỳnh. Thành ra thấy cái phong trào ca nhạc ở xung quanh đây cũng rất là vui. Thành ra mình thèm hát nên Vương Quỳnh cũng muốn góp vui cho những chương trình. Được biết là ở nước ngoài thì em đang đi học đại học đúng không? Và em có ý định là trở về Việt Nam tiếp tục cái công việc cũng là ca hát của mình. Thì làm sao em có thể là có thời gian để mà làm một lúc hai công việc của em vậy? Cũng rất là lo những cái chuyện này. Nhưng mà nếu mình có niềm đam mê, mình cố gắng sắp xếp thì vẫn được mà thôi. Cái thể loại nào Vân Quỳnh muốn mình nhắm đến thì có thể là tạo ấn tượng khi mà xuất hiện trở lại? Vân Quỳnh vẫn giữ nguyên cái bản chất của Vân Quỳnh, đó là hát nhạc pop, ballad. Và Vân Quỳnh cũng muốn pha thêm những cái phần mà Vân Quỳnh đã được đi học ở nước ngoài, như là nhạc opera, nhạc bán cổ điển. Xin cảm ơn em rất là nhiều và anh gửi tặng em bó hoa. Dạ, cảm ơn anh. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị và các bạn thân mến, phần biểu diễn của nữ ca sĩ Vân Quỳnh đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sức Sống Mới. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.